mở cái nắp ra, mở nắp ra, con lấy cái muỗng con múc cho mẹ miếng muối ớt cho nó. Rồi, hơi nhiều đó con bớt lại. Tại cái clip này nó hơi dài nha, cả nhà thông cảm hơn nha. Làm video kỷ niệm cho Su sau này, Su lớn, Su có chồng, Su coi. Không có lấy chồng. Vậy con, mẹ con nói vậy con thừa đi. Rồi, dắt tắt vô cho mẹ luôn nha con. Thế hồi đó phụ mẹ vậy vậy, con hồi đó con phụ mẹ vậy vậy đó. Mẹ có nói gì cái con cự lại, nó hồi đó có cái clip của con phụ mẹ đó. Kề cái tay con, kề tay về nhà, ở xích xích ở ngoài ngăn, đừng xách vô tay con nha con. Con cắt cái mặt á, cái cuốn đâu? Cái cuốn à? Ừ, cắt ngang cuốn. Nằm xuống. Để cái để ngang xuống. Ừ, đúng rồi. Rồi. Cắt gì hả? Ừ. Ơi. Mẹ em kêu là con cắt ở trên đầu thôi, đằng con dễ, nhưng mà con cắt làm đôi từ từ nó sao nó dắt mất công. Rồi thì con đem hai miếng này luôn. Đó, mới mà. Không biết thì vậy. Mốt là con cắt cái đầu thôi. Đằng con cầm nguyên trái con dắt cho nhanh. Vậy vậy. Ừ, con lấy cái muỗng. Hôm nay con dạy cho bé Su là công dung công hạnh của người phụ nữ Việt Nam. Cái muỗng sao? Là dắt tắt. Cái muỗng sao? Chuyện lớn nhất trên xã hội rồi đó. Con dắt tắt vô cái muỗng đi. Đó. Đúng rồi, dắt hết thì có hộp rồi con mới chặn lại vô cái thành chén á. Rồi, con dắt. Đúng rồi, đó, đúng rồi, đó. Rồi, miếng kia luôn, rồi con đem dục. Dục, ờ, dắt lại là dắt hộp luôn. Rồi, đem dục. Dục, đúng rồi. Con bưng giùm mẹ cái nồi đi. Cái nồi không có nóng đâu, bưng lại đi. Cái nồi mắm á. Rồi. Lên. À bưng đem lên nhà trên. Ấy hồi mình khỏi phải chạy xuống, nhìn mình ăn hết mình mồi vô. Ủa mày không chiên cho nó ăn khỏi chiên cá à? Thôi, chiên gì nữa? Trời một món nó ăn tới chiều luôn á. Nó ăn như đó là ngon rồi, nó ưa món đó mà. Ủa mày múc rồi mà, mày múc mắm rồi. Đem lên hờ, ví dụ thiếu nước thì khỏi chạy xuống. Thời gian. Rồi. Nhưng mà cả nhà ăn cơm với ngăn nha. Rồi đồ ăn chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Dưa hấu. Rồi. Rồi nhạc. Thôi có nhạc rồi cả nhà. Chắc dọn xuống dưới bếp ăn. Đóng cửa lại. Rồi đó giờ Xu mới biết cái cầm cái khăn lau bàn luôn, nó thiệt luôn á cả nhà. Sắp 12 tuổi, sắp tới sinh nhật 12 tuổi rồi đó. Chứ vậy mẹ bừng lắm, nó con nó đây, ừ đúng rồi. Lại ra ngoài hay để trại trong mâm này luôn. Sao không được. Lại vậy đi. Đưa mâm dưới không? Mới dọn ngoài. Ba bà cháu bưng lên rồi bưng xuống. Khổ thiệt. Ồ, hay quá. Đúng rồi đó. Ổn tay chân em mừng. Xô bưng mắm lên xong rồi bưng mắm xuống. Ở đâu mà? Để đây. Rồi, đây rồi. Bưng nước của con. Rồi Ngân mời cả nhà ăn cơm trưa với Ngân nha. Đây là sườn non riêm tỏi ớt. Cá út kho mắm. Với cơm. Dĩa dưa hấu với thêm mẹt rau sống. Bơ hấu bốn chén mà. Ờ, có rau luộc, nó mà rau lang với rau muống luộc, rau lang đỏ. Rau lăng đỏ với lại rau muống luộc nữa, với đậu mì. Ơi, Su bới cơm nè. Hết sức là giỏi. Quá hết rồi, cao kê. Mấy chén mà? 3 chén thôi. Vậy con nhịn ha, lấy 2 chén nữa. Món mà con phụ mẹ thường hơn, thường mới về lọc rau rồi về bãi bãi vậy đó. Khoan với cả nhà, bé Su bới cơm để thẳng hàng, thẳng rang mấy chén cơm giống như cơm cúng. Nó để thẳng rang mà để gác trên chén đũa để điều rang nữa. Đi cơm cho người ăn mà. Không biết làm chứ làm cũng được quá nè.
tại không chịu làm thôi, làm biến rồi. Nhờ Xu thay đổi tính tình là coi như là bữa cơm hôm nay là Xu đã lớn. Xu đã lớn. Má ơi. Mày xéo kìa. Mày để tao xéo hay vậy? Xéo mà mày càng bấm xéo kìa. Vậy hả? Vậy hả? Ừ. Hết xéo không? Mày ngồi bển đi. Mày ngồi đây nè bển. Ngồi đâu ngồi? Ngồi tay tái, chỗ xô con cong hay mày con cái lộn. Này con Ngọc hả mày? Con, cắt nước qua. Ngủ đi. Uống nước đâu ra rồi mày. Sáng giờ đâu có ăn sáng. Để gần đây. Nước đâu ra 11 giờ. Thứ gì hả? Trời ơi, nó mau vậy hả? Quay quen không có coi đồng hồ luôn. Sữa nho đã vào con. Mày không cho con uống. Mày không cho con làm cho con. Cho tí từ. Con cho 10 ngày đồng. 10 ngày đồng ký. Mời cả nhà chút ạ. Mời chưa đi. Dạ chưa cũng mời đi. Hay là mời rồi cũng mời. Nhưng mà cả nhà ăn cơm nha. Con hay quên cả nhà. Uống nước mời rồi. Ủa có hả? Còn gì mắc kiến gì gió nó dài nó dài. Có bỡ bỡ vậy. Tay dài. Tay xa rồi. Khoai tay dài. Có một con cá mà mày rửa cho ông đây là ăn gì? Thôi đừng đưa tao nữa, ăn như vậy chưa rồi thôi. Có dây lộn. Giờ ngoài phá phá cái đầu nó đôi nữa. Giờ cái đầu nó đôi. Thôi đừng để bánh đi. Ôi trời kia. Ăn cái đầu có trứng béo. Nhà này ai cũng thơm, không có ai hôi á, hôi gì. Còn không trả lời hay rồi nó hay. Rau sống. Tới giờ không nha. Ở qua gừng, rau ôm, lá xăm, bắp chuối với con súng. Thế bắp chuối là do là đẻ mấy ngày nay cho nên hơi đen cả nhà, chứ cũng chà tắt lên trên mặt dữ lắm mà nó đen. Qua bỏ mấy ngày rồi. Có ớt, ăn ớt không? Cái này con cái loại này luôn. Rồi lần tới mà ăn bổ lắm á. Tốt cho sức khỏe không ạ? Còn giữ cho ông tủ mẹ không? Lấy lại chiếc xích à? Nó nào? Rau ăn bữa rồi. Ngon. Mẹ ăn lấy không? Ngon lấy rồi. Chiếc xích ăn trời là ăn qua rồi tới nhà. Hôm qua mẹ lấy con dĩa hơi nhiều. Mẹ ăn hôm qua rồi cho nên là cái dấu đũa nó hơi bấy bấy một chút. Chấm chấm đũa. Chấm mút cho nên là dấu đũa trong đây nè. Cái nhà thông cảm nha. Giúp ăn cháo ngon miệng. Có chao, có rau, luộc. Có nhà có ai ăn lá xăm chưa không? Lá xăm này nó canh ăn được hoặc là ăn sống. Giờ này ăn hết sao kê. Cô ăn này nè, ăn đi hấu cặp cặp. Dưới quê vậy. Ngon. Ngon con, bắp chuối nè, ăn chao mày lấy cho mẹ. Ngon. Mà mặn ngọt ngọt, nó dẻo, nó cay cay. Nó dữ dữ. Giòn giòn dữ dữ nè. Tại vì chiên vậy nó vừa chứ không có chiên giòn. Chiên giòn để cho nó ráo chút nữa mới giòn. Thôi nó ăn một món vậy là nó cũng ngon rồi đó. Nó kiểu như ngon. Nó khó ăn được thôi. Dữ dẻo không? Nó ăn không để giòn. Tò hủ quá nha. Mình chiên xong rồi mình rưới nước sốt yên vậy nè. Ăn cũng ngon, Xu nó cũng khoái ăn vậy. Cái ảnh trên phố nó hay làm vậy cho nên. Nó nói là nó ăn vậy thôi, nó không cần ăn gì đâu. Nó ăn chay được cả tháng luôn. Rồi nha. Tại nó khoái. Mà cái như đậu hũ rồi, đậu nành rồi ăn hoài thì cũng không nên. Chứ còn ăn thì ngon.
Bơ bỏ. Không thèm ăn sát. Nó bụng nó kêu bọt bọt kìa. Nó để cho nó kêu luôn, không thèm ăn. Chuối nè. Lựa cái nông mình xé xé ra mình luộc á, mình làm gỏi gà. Cùng gỏi gà. Ủa tự nhiên cái bị con tâm. Em ăn. Mà để mắm thêm vô thì cái nước nó mấy có mùi mắm. Vì lúc đậu hơi ít là mình ăn không nghe mùi mắm mà. Đây cũng thịt ba gọi nhất luôn. Nè. Mà con phải ăn có cái trái ủ qua, xương xương ít miếng ủ qua. Bỏ vô mắm cũng ngon. Quên. Con chắc cũng được. Nhẫn nhẫn ngon. Này mà có là hai đào ăn rau mà thèm đi. Thèm chết. Nó nguồn rau chấm ăn thì thèm cần hồi Dũng. Mấy câu hai. Ăn rau nó thèm. Cái này là cả nhà, cái nước mắm này nè. Nấu kho thì mình nấu cho nó đặc hơn cái con rồi hả? Lẩu. Mình nấu lẩu thì mình lẩu lỏng lỏng ngay chút cái mình chắc chanh vô mình ăn với bún. Cực kỳ ngon. Mình chan vô bún, mình nhắc chanh vô, bỏ ớt vô, ăn với cành cua giá hẹ rồi cá trà cá muối, bông lọi, tôm luộc, tôm lọc á, heo quay rồi, quyết rồi, bỏ vô, nó là mắm ăn cực kỳ ngon, bún mắm á, ăn cơm không con, ăn chén cơm này rồi. À, vậy đây rồi tôi chưa phải gãy mà nấu canh cho con nha. Ngon ngó nha. Dạ. Chiều. Nó chiều. Đây là ăn tươi rồi con nhỉ. Nó chiều cũng rồi. Rồi ăn không hảo. Mẹ ăn xuống ý, mình đừng để nhiều nhiều ngắn ngon không? Ừ, ăn à. Ừ. Có đứa cá rồi. Cái bụng cá dớt con chén luôn á. Cái đó là cái gì ta? Bông bóng hả bao tử? Nhớ bao tử cá bông bóng bán siêu thị trong siêu thị khác nước nó một lát. Bóng màu trắng tươi, mỏng lép hả? Ừ. Còn ba trong thịt cá, ba tử cá thì cái gì ta? Mình khá lấu luôn không? Mình xào rồi nhà. Cái chua, cái rau cần đó. Đúng không? Mình thử cái lóc. Nó nói là bóng màu cá, ba tử cá ba sa. Ba sa. Như vậy người ta bán một hộp mấy chục ngàn. Mình dành khề mình ăn. Rồi mình xào. Gọt mì ăn nó không có đắng thôi đâu. Ăn bùi. Chiều khỏi làm đồ ăn cái xôi đó. Người ta làm ăn tới rồi. Người ta bóc miếng vô bóc miếng không chừng chịu không có ăn. Chiều chiều ăn nha con. Đợi ăn ăn đi. Thì mất công làm ăn một dĩa này nhiều lắm. Làm một phần đó là chú ăn với bạn luôn. Ăn cơm có dưa hấu. Không lỡ nghe. Ăn dưa hấu không làm muốn ăn cơm được hoài. Mất mát. Con thích ăn cơm là trái cây. Cơm trái cây ngon không? Có người ăn cơm với mặn á. Có người ta dòm chả cá vô trái mặn á cả nhà. Người ta khoét cái lỗ lỗ trong trái mặn á. Người ta chồng dòm chả cá vô nó thành chua. Nữa là ăn thử đó thử. Nó thấy mặn rồi làm vậy.
Ừ, con đang làm cái mẹ mưa biết đâu ra mặn cái mình nêm gia vị canh chua dòng chả cá vô thấy mặn nữa bỏ ngò gai rồi vô ớt luôn con mắm thôi cũng được thử bán trên cơm chân mắm nào thử anh chị biết mùi mắm thôi biết con biết mùi nhưng mà con không có muốn biết vị không biết vị nó nghe mùi mắm nó ra cái gì mà thúi dữ vậy nó làm như là cái gì tới vậy hình đứa bữa nó chạy đi 180 trong cái số nó chạy xa luôn chứ không phải chạy vô chạy ra đi được chứ nhiều đứa làm sầu riêng cũng được nó thúi sầu riêng thì phải ăn được sầu riêng ngon chết nhiều đứa không có mà thời gian ăn gì hay nói bên nhật thì nhân tái 2 kg chị rửa gì trời ơi nó nói nhịn sạn nữa nhịn sạn nữa rồi á 2 kg chị rửa ngày đâu phải trái nào cũng 2 kg ừ thời gian bự trái 3 triệu bạc 2-3 triệu bạc mất hết 2 ngày làm bên nhật làm ngày chạy theo công việc chịu mấy hai triệu 3 triệu đi ngày tính ngày nha cả nhà còn như Việt Nam mình nó 1 triệu mấy chắc làm cả tuần cả tháng có người làm cả tháng không phải nó đùa Việt Nam nè như ở quê không có công việc làm cái gì thì lỗi người là lỗi thì ngân làm gì làm lắc nhắc nhá ngày 20 ngàn như 20 ngàn cùng nước em sữa nho này uống không đắt tắt vô rồi nho với lại sữa đặc á cái mật nho nó giống như mật ong vậy mua từ Ninh Thuận á ngoài Ninh Thuận là đặc sản là mật nho nói chung Ninh Thuận là nho là đặc sản mà cho nên nho nhiều quá người ta làm mật nho quá nghĩ vậy ha những con trai đó không biết nhiều quên hỏng nữa cái chai nó gọn gọn như chai nước mắm vậy mà nó sạch sạch cái kẹo mùi vị nó y như mật ong vậy nói cái mình đập đá nghiến cái mình chế chừng 2 muỗng mật nho vô trong cái ly thêm sữa đặc với lại thêm tái tắc vô rồi quậy lên uống không còn pha nước uống nó kẹo giống như là siro giống như là cái gì sữa mật nho hỏi gì cái này mật nho đá bào luôn kêu vậy đi ngon lắm mà dưa hấu ngon ha ngọt để ngon tắt video cả nhà để đi đâu dài nãy giờ dưa hấu tắt miệng con ăn thế vòng hơi dài á ngon dưa hấu ngon bye bye cả nhà nha bây giờ con sẽ ăn tiếp cảm ơn cả nhà đã xem video của ngân nha nhấp vô chữ đăng ký nè đăng ký kênh ủng hộ ngân nha cả nhà nhấp vô chữ đăng ký nhấp vô quả chuông và nhấp vô chữ tất cả nữa để ngân đăng video cả nhà sẽ nhận được thông báo nha và trang Facebook là Ngân Nguyễn Miền Tây. Hồi xưa thì Ngân đặt tên là cái tên là Ngân Nguyễn Miền Tây ở nhà, sau này Ngân sửa là Ngân Nguyễn TV. Tại vì cũng có khán giả nói sao em ở thành phố mà em đặt tên Ngân Nguyễn Miền Tây. Nói tại vì Ngân ở miền Tây nhưng mà gia đình có chồng về thành phố. Đó, bye cả nhà nha. Tới thành phố. Đây là mẹ nói gì mẹ cũng không biết mẹ đang nói gì. Nhiều khi nói lộn á cả nhà. Nhiều khi con nói gì con cũng biết nữa. Không biết là nói cái gì. Nó hồi cái xui với ngoại nhắc, ủa mày đang nói gì vậy? Con đâu có thơ thơ mẹ, mày đâu. Mẹ cái mẹ cũng không nhớ, bây giờ con nãy giờ con nói mẹ cũng không biết nhớ mẹ đang nói gì luôn á xui, thiệt luôn. Kỳ vậy. Nãy mới nói gì vậy? Mẹ không nhớ luôn. Có gì con nói lộn mà nha, thông cảm nha. Không nhớ. Giờ liệu. Mẹ Ngân có cái bệnh liệu nhẹ thôi chứ không có liệu nặng. Có bà bảy của Ngân là bà ruột á, là cô ruột của cha là bà liệu dữ lắm cho nên chắc Ngân cũng di truyền. Liệu cái gì? Ơi, làm cái gì gớt đổ một cái hay bà nói một dây một nhợ một dọc luôn á mà toàn là nói bậy không. Thiệt luôn á cả nhà, bà nói mà ta nói mỗi lần mà tới đám giỗ rồi có bà vui lắm. Ta nói đám giỗ ta nói con cháu mà nghe bà nói chuyện từ gần chọc bà. Kiếm chuyện chọc. Nè Thải nè cái đó. Chụp cái bà đầu nói nó bậy lên bà chụp không được, bà nói một dèo dọc vậy kiểu vậy, ý là Ngân điển hình vậy, ví dụ vậy cười cũng chết. Vui.
Lực nổi quá, mở quạt đi, con tắt cái video, mở quạt đi. Tại vì sợ nó kêu, nó kêu ù ù.